Bơm đây à? Vâng. Có gì thế? Em có một việc này, em muốn phiền đến bác. Cứ nói đi, anh em mình mà lại phải úp úp mà mở nữa. Vâng, chả là thế này. Em dự định là sẽ mua một cái bộ máy vi tính cho thằng lớn. Năm nay nó vào đại học rồi. Tốt quá. Vâng. Cái lớp 12 với chuẩn bị vào đại học, chúng nó học vi tính là tốt rồi đấy. Vâng đấy, nhưng mà bác này, bác tìm cho em một cái máy nào mà người ta thanh lý nó rẻ rẻ thôi, chứ mua một bộ mới bây giờ em không đủ lực. Giá rẻ hả gì? Vâng. Được rồi, để tôi hỏi mấy ông bạn ở văn phòng cho khối ở đấy. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là cái máy vi tính đấy nó phải có internet. Tức là nối mạng được cái gì? Vâng. Không được. Sao thế? Tuyệt đối không được. Chú mua máy cho con học vi tính là tôi ủng hộ. Nhưng mà cái đoạn mà là chú lại để cho nối mạng internet, chứ chết nguy hiểm lắm. Internet giống như là cái con dao hai lưỡi. Mà chú thì có biết gì về internet? Suốt ngày cắm mặt với tôi ở cái vỉa hè này để cho con chơi internet mà chú không quản lý được là nguy hiểm lắm. Tôi không nhất trí đâu. Không, tức là ý em chỉ em có cho nó em có cho nó chơi bời gì đâu, tức là mua một cái bộ máy về để mà nó ngồi nó đánh chữ này. Thế xong rồi là nó thỉnh thoảng nó mà căng thẳng học hành quá thì là nó vào nó đọc mấy cái báo để mà giải trí thôi. Đấy, tôi vừa mới nói với chú là internet nó có hai mặt của một vấn đề. Chính vì mình không kiểm soát được, trên mạng bây giờ là suốt ngày trẻ con vào mạng như thế này, chit chat này, game online này, chưa kể là họ xem những cái web đen web điếc rồi nó làm cho trẻ em nó bị chi phối là không liên quan đến việc học hành. Rồi là báo chí bây giờ cũng là một vấn đề. Ở trên mạng ấy là báo chí bây giờ là lắm thứ họ báo rất là lá cải, họ đưa những cái tin là giật gân sốc, thế nhưng mà đọc là chả liên quan gì đến nhau. Chú không thấy dư luận hiện nay họ đang lên án ầm ầm về cái chuyện đấy à? Chú mua máy vi tính cho con là tôi hưởng ứng, tôi sẽ giúp chú cái việc ấy. Nhưng mà về cái khoản vào mạng internet là chú phải tuyệt đối, một là quản lý thật chặt, hai là phải nghiêm cấm. Khổ quá thế thì, nhưng mà em có biết gì đâu mà quản lý, bây giờ làm thế nào? Khổ thì đấy mới là cái điều vấn đề mà tôi đang nói với chú đấy. Chú Bơm. Ê, chào chú. À, cháu thằng cu tèo này. Cháu đây. Thì chết rồi, mày lên bao giờ đấy? Cháu vừa lên sáng. Thế sao không qua nhà chú? Ôi giời, cháu qua mà qua nhà đâu, khóa cửa cháu chạy ra đây luôn. Ngồi xuống đây. Chào bác đi. Chào bác. Đây uống nước đi. Thế thằng cu này con cái nhà ai? Đây là bác Phô. Đây cửa hàng photo của bác này đây. Đây tôi với chú Bơm là anh em là chiến hữu ở trên cái vỉa hè này. Thằng này là thằng cu tèo. Con bà chị cả em ở quê đấy. Sư bố ông ấy chứ ngày xưa là bế ông ấy là vẹo xương sườn đấy này. Thế mà bây giờ nó lớn thế này rồi đấy này. Chúng nó bây giờ lớn nhanh lắm. Lắm lúc về quê mà tôi còn chả nhận ra đâu là con cháu nhà mình. Dạ. Cô đi làm, các em nó cũng đi học hết. Dạ. Thì chú phải ra đây bám mặt với cái vỉa hè này để lấy cái đổ vào mồm. Thế nào, thế ở nhà bố mẹ khỏe không? Thầy U cháu vẫn khỏe. Thế mày lên đây có việc gì? Cháu lên chạy xô. Chạy xô gì? Xô ca nhạc. Chạy xô ca nhạc là cái gì? Chú không biết à? Cháu biết là ca sĩ rồi. Mày làm ca sĩ á? Vâng. Tao nhớ là đợt trước về mày còn đi làm phu hồ cơ mà, tại sao bây giờ lại làm ca sĩ? Chú ơi, chú bé cái mồm hộ cháu cái. Chú nói thế là bây giờ hỏng hết hình ảnh hình tượng của cháu đấy. Cháu biết là ca sĩ rồi. Chú không sao đấy? À không. Tao đang cố thử nghĩ xem là tại sao từ một thằng phu hồ mày lại trở thành ca sĩ được rồi. Thế nó mới duyên. Chú biết không? Rất là tình cờ nhá. Mọi chuyện nó đều có căn nguyên của nó đấy. Cái dạo trước đây là có một cái đoàn làm phim, toàn mấy anh sinh viên thôi, về làng. Thế là họ mới đang cần quay một cái phim ca nhạc. Diễn một cái cảnh đôi lứa yêu nhau. Thế là cháu với con người yêu cháu lao vào đăng ký diễn thử. Thế người ta đồng ý luôn. Thế tự nhiên cháu nổi tiếng. Đóng phim ca nhạc à? Vâng, đóng. Nhưng mà mày phải làm cái gì? Đóng cảnh tình cảm của trai gái. Tức là nhà này lúc đầu nhá thì cháu cầm tay con người yêu cháu này, cháu vuốt ve. Thế xong cháu hôn lên má. Đấy là đóng như thế. Thế cổ làm gì nữa? Thế cháu tưởng thế là xong rồi, thì người ta mới bảo là cứ diễn đi thật là thoải mái vào. Thế là cháu lại cởi cúc nó ra này. Đấy.
mày cởi áo nó ra. À, vâng. Thì xong mày làm gì nữa? À, thì cởi áo người thì làm gì ấy ấy. Thế là thế nào? Ở nhà chú với cô nhà với cháu có thế. Úi trời, cái thằng mất dạy này. Dạ. Mày đi làm cái trò khỉ đấy để cho người ta cái phim à? Sao lại khỉ? Ơi chú ơi, chú đừng tưởng chính vì thế mà cháu mới được như hôm nay nhá. Thế là không hiểu sao, thế là mấy cái anh đoàn làm phim đấy về người ta lại cắt đúng cái đoạn đấy của cháu tung lên mạng. Thế là cả làng biết về cháu, cháu nổi tiếng thôi. Có mỗi thế thôi mà mày trở thành nổi tiếng. Vâng. Thế còn con người yêu mày thì thế nào? Con người yêu cháu thì không hiểu sao nữa, sau cái vụ đấy nó lại bỏ làng nó vào Nam, nó làm công nhân ở khu công nghiệp Sóng Tần. Đấy, chú thấy chưa? Nghe chuyện của chú cháu anh từ nãy giờ, chú thấy hai mặt của mạng chưa? Đấy, nó làm cho con người ta, ông này thì, đấy, mọi người biết đến, còn cô người yêu thì bỏ làng, bỏ xã ra đi. Nhưng mà thì bác không thấy à? Chính vì tác dụng của mạng thông tin đúng, đấy đúng, đúng. Mà thằng cháu em nó trở thành nổi tiếng. Đấy, ăn mặc nó trông như thằng điên cháu thế này. Cháu nói, cháu nói, chú cười. Cháu nói với chú bác nhé, cái sự nổi tiếng nó đi kèm rất là nhiều cái hay. Tự nhiên là thu nhập của cháu là tăng bòn vọt luôn. Chứ còn cháu nói với chú như cháu cứ đi chạy là làm thợ hồ như ngày xưa, tiền đâu mà mua mấy cái bộ cánh nó bóng bẩy này. Chú không nhận không? Mày vừa nói là khi mày nổi tiếng rồi thì là kiếm tiền dễ hơn đúng không? Ôi, tiền nhiều lắm đúng không? Thế à? Chú bảo này, mày có cách nào mày chỉ cho chú với cả bác Phô đây này, làm sao cho chú với bác thật nổi tiếng để cho nó đông khách. Nổi tiếng à? Ừ, đơn giản, rất nhiều khách. Đó là chú phải tạo sự căng đan. Mày nói cụ thể ra nào? Tức là làm cái gì? Chú không hiểu thế nào là sự căng đan à? Không. Đây cho ví dụ gì nhá. Ví dụ như là cái hôm mà cháu đi diễn ở tỉnh ấy. Ừ. Cái thằng ca sĩ Lâm Anh Vũ, cái thằng mà BD ấy, nó là cứ nhoi nó đòi hát trước cháu. Thế là mà cháu mới lên cháu bảo là cậu ơi, cậu cho mình hát trước đi vì tí nữa mình phải chạy show. Cái thằng ôn con nó lại cứ khinh khỉnh nó chả nói gì cả. Nó lại giành mic nó lên sân khấu hát trước. Ôi giời, cháu mới điên mà nó hát thế nào lại đúng vào cái bài cháu chuẩn bị hát. Đang cái lúc quẫn trí là tự nhiên lại cháu lại nghĩ ra mà đây rồi thời cơ đây rồi chú ạ. Chú biết nhào không? Cháu mới phi thẳng lên sân khấu, cháu túm tóc nó cho cả cái mic vào mồm. Úi rồi may thế nào lại có đúng mấy cái thằng khán giả dưới nó cầm mấy cái điện thoại nó quay cái cảnh cháu đánh nó, thế là hôm sau tung lên mạng cháu lại nổi tiếng. Thế là mày đánh nhau thế là mày nổi tiếng. Vâng. Mày sợ hơi à? Hả? Bây giờ tao hôm nay mày bảo tao đi phải ẩu đả để nổi tiếng à? Mà này, tao mà đánh nhá là tao đánh chết luôn chứ không phải bị thương đâu. Riêng cái bơm này mà phang thẳng vào mõm thì là nhá, không phải là gãy hết răng đâu nhá, chấn thương sọ não luôn đấy. Thế mày định để cho chú mày vào tù xong rồi nổi tiếng à? Thì chú muốn nổi tiếng thì cháu nghĩ cách cho chú. Mày có cái cách gì khác đi. Cách khác à? Ừ. Ôi chứ thì đã đài đi đánh nhau. Cách nhiều cách lắm. Chú ơi cháu kể đâu. Bây giờ chú không thích đánh nhau gì? Không. Thế thì mình sẽ nổi tiếng bằng một cách nó mềm mại và nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ? Ví dụ như là chú phải nuôi, chú phải sexy. Ôi khổ quá, ta đã bảo là mày nói tiếng Việt đi, ta không biết ngoại ngữ. Tức là chú phải khỏa thân ấy. Thế mày có bị làm sao ấy hả? Bằng gần này tuổi rồi, thế sao thì hai ông tồng đồng đi ngoài đường thế này để cho mà nó... Chú này, sao lại nói thế? Thế nó vừa bảo đây này. Nói thế nào chứ tôi với cả chú Bơm mà giờ mà làm theo cái kiểu của cháu ra ngoài đường thì không biết nổi tiếng thế nào, nhưng mà chắc là người ta ném cũng đủ chết rồi. Hay là có cách nhẹ hơn? Hay là mình lộ hàng? Ví dụ kiểu như này này, mình cởi. Này, không, chú phải ngăn cấm, không được làm như thế nhá. Tôi ngần này tuổi đầu rồi, lộ cái gì, hé cái gì. Để mai cả phố này người ta biết rồi đưa lên trên đấy, đi họp tổ hưu các cụ ý, cười chết à. Không được đâu. Ông này cũng bằng ngần này tuổi đầu rồi, ai bây giờ lại còn lộ này, xong thế này, không được đâu. Không được đâu. Vẫn không được à? Ừ, có cách nào khác không? Có quá nhỉ. Cách nào nhỉ? Hay chú làm chuyên môn đơn thuần như cháu đi. Là làm cái gì? Hát. Không. Ý này tôi thấy được. Chú sáng này ra mà dọn hàng là tôi thấy chú hát hay đáo đẻ đấy. Nhưng mà em hát cái bài đấy là không. Chú cứ hát bình thường như chú dọn hàng chú hát, thật là vui tươi vô tư. Mà cái bài tôi thích nhất là chú hát chính là cái bài Đồi Thông Hai Mộ. Ôi, chú hát được à?
Hát đấy là kiểu như tao ngẫu hứng, tao hát ngêu ngao thôi. Chứ còn thì tao có được học hành gì đâu mà hát. Ai bảo với chú là cứ phải học hành mới hát được. Xin lỗi chú, đầy người có học hành gì đâu vẫn đi hát ầm ầm. Không, nhưng mà đấy là... Ừ thì thôi không học hành, nhưng mà người ta phải có năng khiếu, phải có chất giọng, phải có sự đam mê. Thì làm sao mà... Cháu xin lỗi chú nhá. Đầy người chả có năng khiếu, chả có chuyên ngành gì, người ta vẫn làm ca sĩ. Đầy đứa nó vẫn hát như đấm vào tai mà nó vẫn nổi tiếng này. Này, thế tôi hỏi thật nhá. Thế khán giả bây giờ người ta bỏ tiền ra mua một tấm vé, thế để vào đấy xem không được xem mà lại bị đấm vào tai à? Ôi đúng rồi. Ôi rồi, chú với bác không hiểu bây giờ cái thẩm mỹ của khán giả. Người ta bây giờ người ta đi xem ca nhạc là không phải để nghe hát, mà người ta mua vé vào để xem mấy ông mấy bà làm cái trò gì. Đây, như mấy cái quả người mẫu gì đấy. Hát cái gì mà một bài mà có mỗi một câu mà nhai đi nhai lại cả bài. Thế mà nổi tiếng luôn. Mày nói vô lý. Cả một bài hát mà có mỗi một câu thì làm sao thành bài hát được? Hát thế thì tạo hát được. Chú hát được á? Ờ. Chú hát đi. Ừ. Chú hát cho nghe xem nào. Nhưng mà hôm nay em không có hứng. Quá thì cứ tạo ra hứng mà hát đi. Hát bình thường như buổi sáng chú dọn hàng chú hát tôi nghe ấy. Làm gì có bài hát gì mà cả một bài lại có mỗi một câu. Hát thế thì... Thế em hay. Chú cứ hát đi. Hát được là cháu lăng xê cho chú. Tao hứng lên mày tung nhá. Cháu tung luôn. Mày tung chú lên mạng nhá. Chú hát đi. Rồi để tao hứng này. Cái gì đấy? Đúng chuyên ngành của tao luôn. À, một câu hả? Rồi. Anh có một cái bơm, anh có một cái xăng, anh có cái đánh xăng, làm bơm xe là làm bơm xe. Anh có một cái xe, anh có bằng lái xe, anh lại biết lái xe làm xe ôm là làm xe ôm. Chồng chú tôi thấy sợ quá. Hát như thế này, múa như thế này tôi cũng hát được. Bác hát đi. Tôi có máy phô tô, tôi lại biết phô tô, tôi lại viết đơn thuê, kiểu viết đơn vừa phô tô vừa bán nước màu xịn. Chính bác và chú là có tố chất làm ca sĩ đấy. Rồi à, này. Bây giờ bác với chú diễn lại, cháu quay quả clip này xong cháu tung lên mạng, đảm bảo là bác với chú hot luôn. Cháu xin lỗi. Alo. Đây đăng Cầu Giấy rồi. 5 phút nữa có mặt. Hả? À thế à? Lại có show à? Mấy giờ? Ok. Tính nhá. Ôi trời, bác chú ơi, cháu xin phép nhá. Cháu lại phải có cái show, cháu đi luôn nhá. Ê thôi. Dạ. Trưa rồi về nhà ăn cơm. Ôi, cô chú đã. Chú thông cảm cho cháu. Đang có cái show ở địa phương, nó bảo là khánh thành cái cột cờ, cháu phải đến hát luôn. Hả? Rồi, cháu đi. Đây. Dạ. Thế thôi, thế cứ xong việc đi rồi tối về chú cháu mình nói chuyện tiếp nhá. Tối á? Không, chắc là tối cũng được rồi. Cháu diễn đấy xong là cháu lại phải sang Bắc Ninh để làm cái 49 ngày của ông trưởng làng. Cháu đi nhá. À này. Hả? Chú Bơm ơi. Lần sau nhá, chú gặp cháu, chú đừng gọi cháu là Tèo nhá. Bây giờ cháu là có nghệ danh rồi đấy. Bây giờ cháu là Johnny Bất Thường. Ê, chú cứ lên mạng mà search Google ấy, Johnny Bất Thường ra luôn tên cháu. Ê, cháu đi nhá. Ê, cháu xin phép bác chú nhá. Alo. Sao nó lại bảo nó đi hát mà khánh thành cái cột cờ mà nó cũng đi hát được là thế nào? Khổ khổ, ca sĩ 49 ngày nhà người ta mà đông đến nó nhảy múa thế này á? Thì không nghe thì nó nói à, miễn là có tiền là nó làm. Thế thì tên nó mới là Johnny Bất Thường.